Rất cảm ơn và xin kính chào quý vị đã đến với cập nhật mới nhất về những vấn đề nóng của thế giới trên kênh Toàn cảnh 24 giờ. Ngay sau đây là phần tin chi tiết. Theo hãng tin Reuters, ngày 12 tháng 7 giờ Việt Nam, Thủ tướng Hungary, ông Viktor Orbán đã gặp cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tại dinh thự Mahalago, bang Florida của Mỹ để thảo luận về khả năng hòa bình. Theo người phát ngôn của ông Orbán, cuộc gặp với ông Trump là điểm dừng chân tiếp theo trong sứ mệnh hòa bình của nhà lãnh đạo Hungary nhằm tìm lối ra cho cuộc xung đột Nga-Ukraine. Trên nền tảng X, ông Orbán đăng tải hình chụp với ông Trump và đề cập sứ mệnh hòa bình 5.0. Ông Orbán nói, thật vinh dự được gặp cựu Tổng thống Trump ở Malaga. Chúng tôi đã thảo luận những cách để tạo nên hòa bình. Tin tốt là ông ấy sẽ giải quyết được vấn đề. Đáp lại, trên nền tảng Truth Social, ông Trump viết rằng, Cảm ơn ông Victor, hòa bình phải có được nhanh chóng. Quá nhiều người đã thiệt mạng trong một cuộc chiến lẽ ra chưa bao giờ bắt đầu. Ông Trump và ông Orbán gặp nhau không lâu sau khi nhà lãnh đạo Hungary công du ba nước gồm Ukraine, Nga và Trung Quốc mà ông coi là sứ mệnh hòa bình. Trước đây, ông Orbán từng ca ngợi ông Trump là người đàn ông của hòa bình. Dưới sự lãnh đạo của ông, Mỹ đã không khơi mào một cuộc xung đột nào xảy ra. Thành viên Đảng Cộng Hòa này cũng đã nhiều lần tuyên bố sẽ chấm dứt cuộc xung đột Ukraine trong vòng 24 giờ nếu tái đắc cử. Dù chi tiết của kế hoạch này vẫn còn sơ sài, tờ Politico trích dẫn các nguồn tin, đưa tin ông Trump có thể đạt được một thỏa thuận, theo đó NATO cam kết không mở rộng thêm về phía đông, đặc biệt là sang Ukraine và Georgia, trong khi tổ chức các cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc Moscow có thể giữ bao nhiêu lãnh thổ Ukraine. Trong chuyến thăm Kiev, nhà lãnh đạo Hungary đã kêu gọi ông Volodymyr Zelensky đồng ý ngừng bắn với Nga, nhưng đề xuất này bị Nga bác bỏ. Ông Zelensky cũng cho rằng ông Orbán không có đủ sức mạnh cần thiết để đàm phán chấm dứt xung đột. Ông lưu ý chỉ Mỹ, EU hoặc Trung Quốc mới có thể đảm nhận vai trò đó. Ông Orbán cũng đã tới Nga và gặp Tổng thống Putin trong nỗ lực tìm kiếm con đường ngắn nhất để thoát khỏi cuộc xung đột Ukraine. Nhiều phương tiện truyền thông cho rằng chuyến thăm này đã khiến nhiều quan chức phương Tây phẫn nộ. Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan cho rằng Ukraine có quyền lo ngại trước những nỗ lực đàm phán hòa bình mà không có sự tham gia của nước này. Ông Sullivan nói, bất kỳ chủ nghĩa phiêu lưu nào đang được thực hiện mà không có sự đồng ý hoặc hỗ trợ của Ukraine đều không phải là điều phù hợp với chính sách của chúng tôi, chính sách đối ngoại của Mỹ. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc yêu cầu Nga ngay lập tức chấm dứt xung đột ở Ukraine và rút toàn bộ lực lượng quân sự khỏi lãnh thổ Ukraine một cách vô điều kiện. Trong dự thảo nghị quyết mới đây, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc cũng kêu gọi Nga chấm dứt ngay lập tức các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng của Ukraine sau nhiều tuần tấn công liên tiếp. Theo Mirrod News, nghị quyết mang tên an toàn và an ninh của các cơ sở hạt nhân ở Ukraine, bao gồm nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia, đã được thông qua với 99 phiếu thuận, 9 phiếu chống và 60 phiếu trắng. Nội dung nghị quyết yêu cầu Nga cần khẩn trương rút quân đội và các nhân viên trái phép khác khỏi nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia và ngay lập tức trả lại nhà máy cho phía Ukraine kiểm soát hoàn toàn để đảm bảo an toàn và an ninh. Nghị quyết nêu rõ, cho đến khi Nga trả lại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc kêu gọi Nga cung cấp cho phái đoàn hỗ trợ cho Zaporizhia của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA khả năng tiếp cận kịp thời và đầy đủ tất cả các khu vực quan trọng tại nhà máy liên quan tới an toàn và an ninh hạt nhân để IAEA báo cáo được đầy đủ về tình hình an toàn và an ninh hạt nhân tại cơ sở. Phát biểu trước cuộc bỏ phiếu, đại sứ Ukraine tại Liên Hợp Quốc, Sergei Kislytsia đã kêu gọi các nước ủng hộ nghị quyết. Ông nói, chúng ta nợ điều này với các thế hệ tương lai, chúng ta phải đảm bảo rằng nỗi kinh hoàng của thảm họa hạt nhân sẽ không lặp lại. Trong suốt cuộc xung đột 3 năm qua, Ukraine và Nga đã cáo buộc lẫn nhau về việc pháo kích nhà máy điện hạt nhân này và phá đường dây điện. Ukraine đã bác bỏ cáo buộc của Nga, nói rằng nước này không tấn công các cơ sở hạt nhân. Tuy nhiên, phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc trước cuộc bỏ phiếu, Pháo đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Dmitry Polyansky cáo buộc mục đích của nghị quyết là cố gắng thúc đẩy câu chuyện sai lệch của phương Tây về nguồn gốc của các mối đe dọa đối với các cơ sở hạt nhân ở Ukraine. Ông còn cho biết đã xuất hiện mảnh vỡ của một chiếc máy bay không người lái Ukraine được sử dụng để tấn công nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Phía Ukraine đã phủ nhận thông tin họ đứng sau các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái mà ông Poliansky nhắc đến. Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia được xây dựng từ năm 1984 đến năm 1995 là một trong những nhà máy điện hạt nhân lớn nhất ở châu Âu và lớn thứ 9 trên thế giới. Nhà máy nằm ở bờ nam sông Dniep, nơi quân đội Nga kiểm soát từ những ngày đầu cuộc xung đột với Ukraine. Các lực lượng NATO đã chặn tàu hải quân và máy bay quân sự của Nga gần vùng biển và không phận của khối quân sự này trong tuần này giữa lúc lãnh đạo NATO họp thượng đỉnh tại Mỹ vào tháng 7 năm 2024. Thông báo vắn tắt của không quân Đức cho biết máy bay tiêm kích đa nhiệm Eurofighter Typhoon trong lúc tuần tra trên bầu trời khối quân sự NATO đã phát hiện hai máy bay phản lực MiG-29 của Nga ngoài khơi Latvia là thành viên vùng Baltic thuộc NATO. Theo không quân Đức Luftwaffe, bộ đội tiêm kích Nga nói trên đang bay trong không phận quốc tế trên biển Baltic mà không có kế hoạch bay như vậy hoặc không liên lạc với kiểm soát không lưu dân sự. Các nhà nghiên cứu nguồn mở tuyên bố trên mạng xã hội X trước đây là Twitter rằng hình ảnh đi kèm thông báo trên cho thấy hai chiếc MiG-29KR với số series xác định chúng thuộc đơn vị không quân của Hải quân Nga đóng tại căn cứ hạm đội phương Bắc ở Severomorsk. Trong một diễn biến khác, tư lệnh Hải quân Hà Lan, pháo đô đốc Rentas vào hôm 8 tháng 7 tuyên bố rằng ba tàu Hải quân Nga đã được hộ tống đi qua vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Hà Lan tính từ bờ biển. Rentas là sĩ quan cao cấp nhất phụ trách lực lượng Hải quân Liên Hợp của Hà Lan và Bỉ. Ông đã chia sẻ trên mạng X các hình ảnh về hai con tàu này của Nga bao gồm tàu hộ vệ Nostrasimi và một tàu chở dầu lớp Antei cả hai đều thuộc về hạm đội ban tích của Nga. Ông Tass nói rằng vụ chạm trán xảy ra vào kỳ nghỉ cuối tuần qua khi Hải quân Hà Lan tham gia cùng một tàu Hy Lạp bắn hạ hai UAV do lực lượng hầu thi phóng lên ở vùng biển đỏ. Các nước thành viên NATO bao bọc biển ban tích từ mọi phía. Tàu chiến của hạm đội ban tích Nga đồn trú ở Kaliningrad, một vùng lãnh thổ tách rời của Nga nằm giữa Ba Lan và Litva. NATO theo dõi chặt chẽ hoạt động di chuyển của những tàu này tới từ biển Bắc cũng như vùng Bắc Đại Tây Dương rộng lớn hơn. Còn tại thượng đỉnh NATO ở Washington vào hôm 10 tháng 7, các nhà lãnh đạo của khối này tuyên bố Nga là mối đe dọa lớn nhất và trực tiếp nhất đối với an ninh của khối trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine tiếp diễn. Các vị lãnh đạo NATO tuyên bố, chúng tôi ủng hộ đầy đủ quyền của Ukraine được lựa chọn các dàn xếp an ninh của riêng mình và quyết định tương lai riêng thoát khỏi can thiệp từ bên ngoài. Tương lai của Ukraine nằm ở NATO. Ukraine đã trở nên ngày càng gắn kết về chính trị với liên minh. Trong khi đó, phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 11 tháng 7 đáp trả bằng cách mô tả NATO là một liên minh được tạo ra trong kỷ nguyên đối đầu nhằm duy trì thế đối đầu. Ông Peskov nói, liên minh này hoàn thành chức năng của mình, căng thẳng đang gia tăng trên lục địa châu Âu. Cũng lần đầu tiên, NATO ám chỉ sự gần gũi của Trung Quốc với Nga tạo ra một đe dọa cho an ninh xuyên đại Tây Dương của phương Tây. Mặc dù NATO có những tuyên bố mạnh mẽ chống lại Nga, Trung Quốc và ủng hộ Ukraine như vậy, nhưng trên thực tế, Ukraine vẫn gặp muôn vàn khó khăn. Các gói viện trợ quân sự của Mỹ và các nước châu Âu sẽ phải mất nhiều tháng mới tới được mặt trận của Ukraine. Chính giới chức NATO cũng thừa nhận Ukraine sẽ chưa thể sớm đủ lực để mở cuộc phản công đáng kể hoặc tái chiếm được những giải đất rộng lớn, chí ít là đến năm sau, năm 2025. Một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ giấu tên cho biết phía Ukraine vẫn sẽ ở trong thế phòng thủ trong 6 tháng tới. Tại một diễn đàn trong thượng đỉnh NATO 2024, một đại diện của Thụy Điển cho biết nền công nghiệp quốc phòng châu Âu bị bất ngờ trước kế hoạch quân sự quy mô lớn của Nga tại Ukraine vì nền công nghiệp này được định hướng chủ yếu cho thời bình và đến nay dù cố gắng nhưng vẫn chưa thể đáp ứng được hết nhu cầu của phương Tây trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine. Ngay cả khi Ukraine đã nhận được hết các máy bay F-16 mà phương Tây hứa hẹn cung cấp cho họ thì vẫn còn vấn đề lớn nữa cho Ukraine như Tổng thống Ukraine Zelensky thừa nhận. Đó là số lượng F-16 này quá nhỏ bé so với lượng lớn máy bay Nga đang triển khai trong xung đột Ukraine. Tổng thống Zelensky cho biết do số lượng nhỏ bé nên những chiếc máy bay F-16 sẽ không tạo được nhiều khác biệt trên chiến trường. Ngoài ra, tại thượng đỉnh NATO, một quan chức khối này cho biết do máy bay F-16 viện trợ cho Ukraine đến từ nhiều nước khác nhau nên sẽ phải căn chỉnh đáng kể để chúng phù hợp với không quân Ukraine. Mà trong lúc đó, quân đội Nga có thể thực thi nhiều động thái mới và có thêm bước tiến mới trên chiến trường. Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố một đoạn video ghi lại khoảnh khắc quân đội nước này phá hủy 10 phương tiện quân sự của Ukraine bằng máy bay tấn công không người lái FPV. Theo Bộ Quốc phòng Nga, máy bay không người lái UAV Zala trước đó đã phát hiện hơn 10 chiếc xe quân sự của Ukraine tập trung tại một khu định cư ở hữu ngạn sông Dnip hướng Khe Sơn. Thông tin về tọa độ mục tiêu đã ngay lập tức được chuyển về đơn vị trực chiến. FPV là viết tắt của cụm từ First Person View, góc nhìn thứ nhất. Thay vì chỉ có thể điều khiển và quan sát qua một màn hình thông thường, máy bay không người lái FPV đem lại cho người điều khiển cảm giác chân thực như một phi công đang ngồi trong buồng lái máy bay máy bay không người lái FPV thực hiện cả nhiệm vụ trinh sát và tấn công, có khả năng điều chỉnh hỏa lực pháo binh, tấn công thiết bị quân sự, đồng thời có thể truy đuổi các mục tiêu đang di chuyển. Bên cạnh đó, ở chiều ngược lại, Bộ Quốc phòng Ukraine vừa qua cũng công bố video một máy bay không người lái UAV phát nổ trên tòa nhà lắp ráp và thử nghiệm của Trung tâm Thử nghiệm Tên lửa Chiến lược tại quận Aktubinsk thuộc tỉnh Astrakhan của Nga. Video cho thấy khói đen bốc lên từ nóc tòa nhà sau đó là tiếng nổ lớn và đám lửa bùng lên phía trên công trình, song không rõ thiệt hại cụ thể. Kênh Telegram Astra cho biết 9 UAV tấn công khu vực thuộc quản lý của đơn vị số 15644 gần Znamensk, nơi quân đội Nga đặt thao trường Kapustinja. Hai chiếc khác lao vào vị trí của đơn vị số 15650. UAV được dùng trong vụ tập kích là mẫu UZ-26 BAV của Ukraine, không rõ thiệt hại về thiết bị và nhân lực của quân đội Nga tại các địa điểm bị tấn công. Trước đó, lãnh đạo quân Aktubinsk Vladimir Mikhet thông báo Ukraine dùng hơn 20 UAV tấn công nhiều cơ sở tại đây, nhiều chiếc bị dân địa phương phát hiện và báo cho chính quyền. Tuy nhiên, ông Mikhet khẳng định các đơn vị vũ trang Nga tại Aktubinsk đẩy lùi thành công đợt tập kích, không có thương vong hay thiệt hại tài sản trong vụ tấn công. Ở một diễn biến liên quan, gần đây tập đoàn Rostec, hãng mẹ của tập đoàn Kalashnikov, ngày 11 tháng 7 thông báo đã thử nghiệm tấm giáp giúp bảo vệ vật thể trước đạn súng cá nhân và mảnh văng từ các vụ nổ. Đây là sản phẩm do Viện Nghiên cứu Thép thuộc tập đoàn Kalashnikov phát triển. Mỗi mét vuông giáp có trọng lượng chưa tới 30 kg. Rostec tuyên bố tấm giáp này được phát triển nhằm bảo vệ hạ tầng đặc biệt quan trọng như kho xăng dầu, kho đạn và cơ sở năng lượng trước các vụ tấn công, trong đó có đòn tập kích bằng phương tiện bay không người lái. Góc nhìn thứ nhất drone FPV.